Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Để quả dừa nướng trên bếp ga, bạn sẽ có loại thuốc chữa dạ dày thần kỳ. Bệnh dạ dày đã trở thành căn bệnh phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải và đang có xu hướng trẻ hóa. Không chỉ gặp ở những người lớn tuổi mà cả ở những người trẻ tuổi. Hãy áp dụng ngay theo hướng dẫn dưới đây để có một loại thuốc thần kỳ chữa dứt điểm bệnh dạ dày. Dừa nướng chữa đau dạ dày hiệu quả. Một công dụng của nước dừa mà ít người biết đến là trong nước dừa có chứa nhiều loại vitamin, muối khoáng và khoáng chất như canxi, kali, chloride giúp chữa bệnh hiệu quả. Ngoài ra, theo các nhà y học, trong nước dừa có một số enzyme có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt vi khuẩn ở đường ruột, có lợi cho hệ tiêu hóa, làm tiêu hàm lượng protein. Vì vậy, nước dừa có thể được dùng để chữa viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, vân vân. Bạn chỉ cần chặt dừa ở phần cuống rồi chọc thủng một lỗ. Đặt cả trái dừa lên bếp nướng khoảng 30 đến 40 phút. Khi nướng dừa, nên để lửa ở mức nhỏ nhất. Sau đó, chất nước dừa ra bếp, nạo cả phần cùi dừa để chung với nước dừa. Chia bát trên thành 3 phần đều nhau, dùng cho 3 bữa sáng, chiều, tối. Dùng trước mỗi bữa ăn 30 phút, chắc chắn bệnh dạ dày sẽ khỏi trong thời gian ngắn. Một số loại thực phẩm chữa đau dạ dày nên ăn hàng ngày. Thứ nhất, bắp cải. Bắp cải là loại rau quen thuộc trong nhà bếp. Bắp cải có chứa nhiều vitamin K và U, có tác dụng bảo vệ thành dạ dày, ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Mỗi tuần, bệnh nhân đau dạ dày nên ăn bắp cải vài lần hoặc cũng có thể xay bắp cải để làm nước uống. Nếu dùng liên tục trong vài tháng, có thể chữa dứt bệnh đau dạ dày. Thứ hai, khoai tây. Tinh bột có trong khoai tây khi được hấp thu sẽ biến thành glucose, bảo vệ thành dạ dày khỏi viêm loét và tổn thương. Thường xuyên ăn khoai tây có thể chữa được đau dạ dày, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và đường ruột. Muốn chữa khỏi bệnh đau dạ dày thì nên ăn khoai tây nghiền mỗi ngày một chén nhỏ. Thứ ba, bí đỏ. Pectin là chất có lợi trong bí đỏ. Pectin giúp hấp thụ các vi khuẩn loại bỏ các chất độc hại, làm sạch dạ dày và giảm viêm loét dạ dày. Chữa dứt bệnh đau dạ dày bằng thực phẩm, trong đó không thể thiếu bí đỏ. Để chữa bệnh đau dạ dày với bí đỏ, người bệnh nên ăn các món chế biến từ thực phẩm này 3 đến 4 lần một tuần. Thứ tư, rau thì là. Rau thì là hay hạt thì là dùng để chữa các chứng đầy hơi, khó tiêu, đau dạ dày, nôn ói. Khi cơn đau dạ dày tái phát, nhai một ít hạt thì là khô hay uống trà thì là sẽ nhanh chóng giảm cơn đau. Muốn chữa bệnh khỏi hẳn thì nhai hạt thì là hoặc uống trà thì là mỗi ngày, liên tục 2 đến 3 tháng là khỏi bệnh. Thứ năm, sữa chua. Sữa chua có chứa nhiều lợi khuẩn giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và làm lành vết thương trên niêm mạc dạ dày. Để tốt cho bệnh đau dạ dày, người bệnh nên ăn mỗi ngày 1 đến 2 hũ sữa chua. Mời thực phẩm giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Tắc nghẽn động mạch gây ra rất nhiều bệnh về mạch máu nguy hiểm như bệnh động mạch cảnh, động mạch vành, động mạch thận, động mạch ngoài vi, xơ cứng động mạch, vân vân. Thế nhưng lại có một cách khá đơn giản giúp giảm thiểu các nguy cơ gây tắc nghẽn động mạch, đó là các thực phẩm ăn hàng ngày mà bạn nên chú ý lựa chọn. Động mạch là đường dẫn máu giàu oxy từ trái tim đến phần còn lại của cơ thể. Bình thường động mạch có độ đàn hồi, thông và khỏe, nhưng khi động mạch bị tắc nghẽn, còn gọi là xơ vữa động mạch, thì đó là tình trạng nghiêm trọng và là yếu tố chính của các bệnh tim mạch như đột quỵ, đau tim và bệnh mạch máu ngoại biên. Mặc dù nguyên nhân chính xác của động mạch bị tắc vẫn chưa được biết, xơ cứng động mạch là một tình trạng phức tạp, thậm chí có thể bắt đầu ở tuổi thơ và từ từ phát triển khi bạn già đi. Một yếu tố bao gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường và kháng insulin
có thể làm hỏng các lớp bên trong của động mạch. Các yếu tố khác bao gồm béo phì, lười tập thể dục, ăn chất béo trung tính cao, nhiễm trùng, viêm mãn tính, lupus hoặc phơi nhiễm kim loại nặng. Nồng độ cholesterol cao và chất béo trong máu cũng được coi là nguyên nhân có thể gây xơ cứng động mạch. Thậm chí các yếu tố di truyền có thể góp phần làm tăng sản xuất cholesterol liên quan đến xơ cứng động mạch. Để ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, 10 loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp làm thông tắc động mạch của bạn thay vì chỉ dựa vào các loại thuốc do bác sĩ kê toa. Thứ nhất, nghệ. Gia vị phổ biến này chứa một polyphenol gọi là curcumin, từ lâu đã được biết là có lợi trong tác dụng bảo vệ tim mạch. Tinh chất nghệ cũng được cho là làm giảm cholesterol LDL và mảng bám tích tụ trong động mạch. Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí Dinh dưỡng và Nghiên cứu Thực phẩm cho thấy nghệ có hiệu quả hơn trong việc giảm cholesterol và ức chế tổn thương xơ vữa động mạch. Thứ hai, tỏi. Đây được coi là một trong những loại thực phẩm hiệu quả hàng đầu đối với việc điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch. Tỏi đã được chứng minh trong các nghiên cứu nhằm giúp hạ huyết áp, làm chậm xơ vữa động mạch và ngăn ngừa bệnh tim. Các nghiên cứu cũng đã tìm thấy tỏi có lợi trong ngăn ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, có lẽ vì nó hoạt động như một chất pha loãng máu. Thứ ba, gừng. Gia vị này có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tuyệt vời. Gừng có một số hợp chất như xơ gạo và gừng có tác dụng làm giảm cholesterol, do đó ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám và động mạch bị tắc nghẽn. Tinh chất gừng có thể làm giảm cholesterol và chất béo trung tính trong máu. Thứ tư, ớt. Những thứ cây cũng tốt cho các động mạch bị tắc nghẽn. Ớt chứa một hợp chất capsaicin giúp giảm LDL cholesterol, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Capsaicin được phát hiện có khả năng ngăn ngừa biến chứng phổi và mạch máu phát sinh từ việc sử dụng thuốc điều trị ARV hoạt tính cao, được cho là làm tăng xơ vữa động mạch và tăng huyết áp động mạch phổi. Thứ năm, chanh. Chúng ta đều biết rằng uống nước chanh là một thói quen lành mạnh tốt cho tim của bạn. Chanh được biết là làm giảm mức cholesterol và giúp các động mạch bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Khi ăn chanh, các động mạch cũng được nạp vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, và nếu sử dụng liều cao, có khả năng giảm cholesterol, tăng lipoprotein mật độ cao HDL, ức chế kết tập tiểu cầu, giảm viêm và tăng cường độ đàn hồi động mạch. Thứ 6, quế. Quế rất tốt cho việc giảm nhiều yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim. Một nghiên cứu được công bố trên Diabetes Care đã quan sát 60 bệnh nhân đái tháo đường trong khoảng thời gian 40 ngày và cho thấy tiêu thụ từ 1,3 đến 6 gram mỗi ngày có thể làm giảm lượng glucose, LDL và cholesterol toàn phần trong bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng quế có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Thứ 7, hạt lanh. Hạt lanh là một loại thực phẩm có nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe tim mạch. Đồng thời, nguồn axit omega 3, axit alpha linoleic trong hạt lanh giúp giảm viêm và hạ huyết áp, nên được cho là có thể ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Thứ 8, kim chi. Một món ăn phổ biến ở Hàn Quốc rất nhiều probiotic được làm từ bắp cải lên men và ớt cây đã được chứng minh là làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Thứ 9, vừng. Hạt vừng có thể giúp làm giảm tắc nghẽn động mạch. Axit béo chứa trong dầu vừng có thể ức chế hiệu quả sự hình thành tổn thương xơ vữa động mạch, chất béo trung tính. Thứ 10, nước ép quả lựu. Nước ép quả lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, được cho là làm giảm sự hình thành mảng bám, nguyên nhân làm tắc nghẽn và xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nó cũng chứa magie và selen, chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Trong một nghiên cứu toàn diện được công bố trên tạp chí Tim mạch Mỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng uống nước lựu khoảng 240ml mỗi ngày trong 18 tháng làm chậm sự phát triển của bệnh động mạch cảnh.
xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.